Thưa sư, khi ngồi thiền thấy vật như trong tưởng của mình, vậy là sai. Vậy khi bình thường mình nhớ tới vật như xưa giờ mình thấy theo cái tưởng huân tập của mình, có đúng không? Và thấy vật thế nào là đúng? Một số vị trưởng lão chấp nhận cái việc là mình mới thực hành đề mục tùy niệm Phật á. Mình có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh vị Phật ở trong tâm. Tuy nhiên đó chỉ dành cho những vị là mới thôi, và sau đó là phải bỏ. Để chi? Để mình hướng tâm đến ân đức của Phật, thì đó mới gọi là đúng theo cái chính độ ha. Còn cái chuyện mà quý vị tưởng tượng ra hình ảnh của Phật thì cũng được thôi, chỉ có điều là cá nhân sư ha. Sư học đạo càng nhiều thì sư thấy là không có một cái hình tượng nào mà nó ở ngoài đời họ tạo ra mà nó hoàn mỹ, nó đúng như trong kinh tạng. Sư không thấy. Từ cái chuyện mô tả 32 tướng tốt không đúng, các cái tượng ngoài đời cũng không đúng, rồi những ngay cả những cái nhân vật mà đóng phim họ cũng cư xử không đúng nữa. Từ cách đi nè, cách đứng nè, cách ngồi nè, cách nói chuyện nè, cách nhìn nè, không có ai mà làm đúng như trong mô tả trong kinh, chứ không phải đúng trong tưởng tượng của sư nha. Đúng theo mô tả trong kinh, ví dụ như trong kinh mô tả Đức Phật khi nhìn, ngài luôn nhìn với cái nhìn của con voi chúa, tức là khi ngài nhìn đó là ngài nhìn xoay người hẳn về phía đó, chứ ngài không có cái chuyện là nhìn nghiêng. Một số cái hình chụp quý vị thấy sư cũng hay lâu lâu hay nhìn nghiêng ngó ngửa đó, quay cổ tới quay cổ lui, nhưng mà Đức Phật thì không. Ngài là ngài, khi ngài nhìn là ngài luôn hướng hoàn toàn toàn thân ngài, ngài nhìn hướng đó, là một ví dụ. Cái ví dụ thứ hai là cái bàn tay của ngài á, năm ngón nó đều nhau, không có cái chuyện ngón dài ngón ngắn. Tay phàm phu là mình có ngón dài ngón ngắn, tay Đức Phật là năm ngón là đều nhau. Cho nên á, cái hình tượng mà Phật để tay á, để cái tay mà thì không bao giờ ngài để hai tay bắt lập ắt lên nhau hết trơn. Sư nghĩ là chắc có lẽ ngài không để hai tay bắt lên nhau đâu, tại vì hai tay bắt lên nhau thì do hai cái ngón cái mình chau vào nhau. Nhưng năm ngón tay của Phật mà đều nhau á, thì là nó sẽ như thế này, hoặc là nó sẽ như thế này, nó tức là chồng lên nhau luôn. Rồi Đức Phật khi ngài ngồi thì ngài luôn ngồi tư thế kiết già. Ví dụ như vậy, có rất là nhiều những cái chi tiết. Cho nên là với cá nhân sư thì không có hình tượng nào cho tới bây giờ mà đúng với mô tả trong kinh. Không biết Đại Đức Tuệ Từ có chia sẻ gì về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì hôm nay cái vị này có vẻ là sư nói là vị hành giả đi ha. Vị hành giả này nói ngồi thiền thấy Phật cũng không tưởng mình vậy là sai. Vậy khi bình thường mình nhớ tới Phật, nó như tới Phật á, xưa giờ mình thấy thì theo cái tưởng huân tập mình là đúng. Thế nào là đúng á? Thì đầu tiên thì trả lời cái vế trước ha. Cái vế trước này tại lên phi thiên pháp hành đó, nên sư cũng nói rõ. Khi mình ngồi thiền á, không chỉ là mình thấy hình tượng Phật, nói chung những cái trường hợp này nó xảy ra rất nhiều quý vị. Giống như trường hợp bên thiền viện Siêu Minh đó, có những vị hành giả lên nói ngồi thiền thấy ngài thiền sư Siêu Minh này, thấy mình bay, thấy mình này nọ lula, thật sự nó là một thôi. Nói chung là cái vị hành giả này cho là thấy những hình ảnh đó là sai thì nó cũng sẽ gọi là đúng thôi nha, đúng, tạm gọi là đúng thôi. Nhưng mà để đúng hơn á, để đúng hơn, chuẩn hơn á, theo đúng tinh thần mà một vị hành giả hành thiền Vipassana thì khi mà mình ngồi quan sát thì có những cái hình tượng đến với mình, ánh sáng Phật hay là ngàn ảnh ngày thiền sư mình bay bổng này nọ, thì ngay thời điểm đó là mình chỉ ghi nhận thôi, mình chỉ ghi nhận, nghe nó đúng là thuần túy ghi nhận thôi, thuần túy ghi nhận thôi, chứ mình cũng không phán xét đó là đúng, đề mục này là đúng, đề mục đó là sai. Tại vì khi quý vị á mà ngồi thiền á, quý vị phân biệt á, đây là đề mục đúng, đây là một đề mục sai, đây là đề mục dễ chịu, đây là đề mục khó chịu. Đây là đề mục giúp tôi ngồi lâu, đây là đề mục đau đớn, tôi ngồi không lâu được. Thì quý vị đã
nghĩa là sai trên cái tinh thần mà thực hành Vipassana. Cho nên ở đây là sư hiểu là cái nhận định, nghe cái nhận định của vị này thì sư nói là nhận định cái những cái tưởng như này nè, có nhận định sau khi thầy thiền á là nhận là sai á thì là đúng, nhưng mà ngay thời điểm á, nếu mình khi hành thiền á, mình đừng có phán xét, mình chỉ thuần túy ghi nhận thôi. Tất cả đều là đến đi, đều là sanh diệt, đều thay đổi, đó là tính vô thường. À, rồi chúng ta không, nó đến nó đi như vậy á, chúng ta chỉ quan sát thuần túy thôi, nó sanh diệt vậy đó, mình không làm điều khiển, mình không làm được điều đó, thì đó là đặc tính vô ngã thôi. Cho nên là sư muốn nói thêm cái điểm này cho cái vị này nè, hồi ngồi thiền mà hỏi trường hợp này nè, cho lưu ý thêm. Rồi riêng cái câu cái vế sau á, thì mới nói là vậy khi bình thường mình nhớ tới Phật á, như xưa theo cái tưởng huân tập của mình á, thì có đúng không và thế nào mới đúng, cũng có đúng cũng có sai đó vị. Nếu mà nói là đúng á, là khi mình hiểu rõ Phật là gì, Phật có bao nhiêu ân đức, à, và từng ân đức của Ngài mang ý nghĩa gì, à, mình niệm Phật, mình tư duy những cái ân đức đó cao quý đó, đó, để cho cái thiện tâm mình nó tăng trưởng, hay thậm chí mình tu tập lấy đề mục niệm Phật là đề mục thiền Samatha, thì đó là điều đúng. Còn nếu bình thường vị nói vị huân tập, vị tập để vị nhớ đến hình ảnh Phật, nhưng mà nhớ đến Phật để cầu con trúng số, cầu cho con được sức khỏe, cầu cho con phát đạt phát lộc, cầu này cầu kia, nói chung đó, các kiểu cầu đó, thì đó là sai. Cho nên một lần nữa chỉ có lời khuyên là nếu mà thật sự mình chưa biết thế nào mà gọi là, nghĩa là tư duy đó, gọi tư duy hay là đây gọi là tưởng huân tập đó, để cho mình tư duy đến, mình hướng đến Phật đúng không? Thì suy nghĩ nên học giáo lý, lớp giáo lý căn bản của Đức Hạnh Tuệ, tại Đức Hạnh Tuệ có giải thích thế nào là Phật và Phật bao nhiêu ân đức và những ân đức đó ý nghĩa là gì, là cái điều quan trọng nhất. Và thứ hai, còn nếu muốn cao cấp hơn á, thì theo dõi lớp Thanh Tịnh Đạo của Đại Đức Hạnh Tuệ, thì chắc may Đại Đức Hạnh Tuệ chỉ dạy đến cái đề mục thiền Samatha là đề mục niệm Phật đó, thì vị sẽ hiểu rõ sâu sắc hơn là tu tập ở trình một trình cao hơn. Và cũng xin kết thúc phần chia sẻ, câu trả lời đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.